Xin chào toàn thể các bác nhá. Sau một cái quá trình vừa rồi đăng video lên thì em cũng nhận được khá là nhiều các những cái câu hỏi. Mà trong số đó thì thấy một câu hỏi mà anh em cứ hỏi rất nhiều là cái cách hướng dẫn anh em cái cách là như thế nào để mình phuần được một con heo. Nó từ một con heo cực kỳ dữ dằn khi đưa về mà nó lại trở nên hiền. Đây, em lấy ví dụ như là con này đi. Đấy, nó vừa đang thay lông, lông giờ đang lên. Lông nó lên được khoảng 1/3 rồi. 1/3 lông của nó tốt như thế này. Đấy. Thì quay lại với câu hỏi là cái phương pháp như thế nào để thuần được con heo rất là dữ dằn mà nó chuyển sang nó hiền mà nó có thể nói là nó còn ngoan hơn cả con chó con như thế này. Đấy, thậm chí nếu mà anh em thích thì có thể huấn luyện nó được, huấn luyện nó theo một số cái bài nó cao hơn nữa. Con heo rừng này thì nó cũng rất là khôn chứ không phải là nó như con heo nhà đâu. Thì hiện đây cũng trao đổi luôn với anh em. Đấy, thằng chạy vào đây rồi. Thì khi con heo về ạ, nó tùy theo từng con heo, tùy theo bản tính của con heo, nhưng mà đa phần chung khi con heo về thì anh em nếu mà bẫy về thì chắc chắn là nó bị xây sát và nó tùy từng con, có con thì yếu, con thì khỏe. Và mình phải nhìn, đầu tiên mình phải nhìn vào cái sức khỏe của con heo đã, thì mình xử lý cái bước đầu đã. Ví dụ như nó bị thương, bị viêm nhiễm, bị yếu đi thì anh em phải dùng một số phương pháp. Ví dụ như là mình có thể là khử trùng cái vết thương của nó đi, sau đó là tiêm cho nó, nhớ tiêm cho nó một phát thuốc bổ của mình. Đây thì mình hay dùng, ví dụ như là dùng catoxan nó rất là tốt. Còn nếu mà nó rất là yếu hơn nữa thì mình phải có thể là phải dùng đến phương pháp phải truyền, phải nâng, đầu tiên là phải nâng cái sức khỏe của nó lên đã. Thì sau đấy khi con heo nó đã khỏe lên rồi thì mình phải tìm một số những cái đồ ăn để cho nó ăn, để nó hồi lại sức nhanh hơn. Con heo từ rừng về nó không ăn cám đâu mọi người nhá. Con heo khi mà từ rừng về thì rất là hiếm con mà nó ăn luôn, gần như là mình chưa gặp con nào cả. Lúc từ rừng về thì con heo rừng thì bản chất thì nó thích một số những cái thức ăn mới về, ví dụ như là mình có thể tập cho nó ăn, ví dụ như là hoa quả, chuối, ổi, ngô non. Đấy, nó tùy từng con. Có những con nó thích ăn ngô thì mình phải cho nó ăn ngô. Có những con nó thích ăn chuối, đấy thì mình phải đưa chuối vào cho nó ăn. Nội dung là nó phải ăn, là ăn thì nó mới sống, không ăn là như con nào không ăn, nếu mà không ăn là chết. Đấy, thì đầu tiên anh em phải kiếm một số thức ăn để cho nó ăn đã. Thì tùy từng con, tùy sở thích từng con mà nó sẽ bắt đầu nó ăn cái đấy trước. Thì sau dần dần một quá trình nó ăn thì mình sẽ găm thêm một chút cám vào. Ví dụ như là nếu nó ăn chuối đi thì ở trại em á, thì thường em sẽ găm một vài cái hạt cám viên vào với quả chuối. Khi nó ăn rồi á, nó ăn quen rồi thì nó quen mùi dần. Nó quen mùi dần. Sau đấy là nó kiểu mình tập cho nó ăn cái cám công nghiệp đi. Đấy, theo phương pháp đấy. Còn trong cái quá trình đưa về thuần á, thì cái lồng cũng rất là quan trọng, cái lồng thuần của con nhé. Là một cái tụ lồng thuần bé thôi. Nó tùy theo thể trạng con heo, nhưng mà nói chung là làm cái lồng mà nó chỉ vừa gọi là đứng lên nằm xuống hoặc là hơi ve vẩy một chút thôi, chứ
chứ cái lồng to quá thì lại thuần con heo rất là lâu, rất là lâu thuần. Mà chú ý là cái lồng thì anh em nên làm nó dày cái đầu và cái đít của lồng, làm cái nào nó dày một chút thì con heo nó lao thì nó gây xước xác con heo. Nếu mà cái nan của mình nó thưa thì sẽ cái độ va của nó va đập vào cái mặt nó sẽ gây chớt chắc con heo mạnh hơn. Đấy. Khi con heo nó đã ăn uống rồi thì anh em phải chú ý. Nếu mà để cho nó thân thiện với người thì chắc là mình phải có một cái tình yêu thương với nó, thường xuyên vào chăm sóc, ví dụ như là ăn uống thì anh em chịu khó ngồi gần với nó cho nó quen, cứ ngồi gần cho nó quen hơi người đi. Ít hôm bắt đầu là dụ anh em dùng cái que đấy. Trước mắt thì đừng có nên dùng tay nhé anh em nhé, cứ bỏ tay vào nó tợp một phát thì mất con tay ấy. Lúc nó đang hung dữ mà, sau đấy là mình cho cái que vào với anh em cứ gãi dần vào những cái cơ thể của nó như thế này. Đấy, thì bản chất của con heo nó rất thích gãi, nhưng mà mới về thì nó còn nhát người và nó thấy mình không an toàn thì nó sẽ không cho mình gãi đâu. Đấy, thì anh em cứ dần dần làm quen nó, thế khi nó thấy an toàn rồi thì nó lại rất thích mình gãi, mình vuốt ve nó. Đấy. Có những con thì nó nhanh, có thể là có những con chỉ trong vòng khoảng 20 ngày thôi, nhưng có những con thì độ 1 tháng vài tháng thì mình mới thuần được. Đấy, tùy cái bản tính của từng con. Nhưng mà nói chung là đa số là trong vòng 2-3 tháng là anh em thuần thoải mái con heo. Đấy, nghe trên lý thuyết thì nó cũng khá là dễ thôi, nhưng mà thực hành thì anh em cũng phải chú ý. Vì cái tỷ lệ mà để nuôi sống thuần hóa thì những con này thì như anh em có kinh nghiệm rồi thì tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Còn như anh em mới thì cũng phải rất là chú ý. Đấy, nuôi con vật gì cũng vậy, phải thật sự phải có cái đam mê, phải có tâm huyết với nó. Đấy, còn nếu mà anh em không có đam mê thì chắc là con sẽ không đủ cái thời gian với lại không đủ cái sự kiên trì để mà thuần con heo rừng này đâu. Đấy. Những người mới nhìn những con này có vẻ rất là sợ, nhưng mà nó thực sự là đến bây thời điểm này thì nó cực kỳ là ngoan luôn này, anh em thoải mái luôn. Đấy. Họ là thích làm gì với nó thì làm đấy. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết cái clip của mình nhá. Clip này thì đang chia sẻ qua, thật ra nó cũng chưa được chi tiết lắm. Mình chia sẻ một cách nói chung nó cũng cơ bản thôi. Còn khi nào mà thuần con heo thực tế nữa thì con bé về đó, thì mình sẽ cũng làm cái clip nữa, vừa nói nhưng mà nó thực tế luôn cho anh em xem. Rồi, cảm ơn anh em nhá. Hẹn lại gặp anh em ở những cái clip tiếp theo.